Chào các bạn, mình là Nguyễn Văn Hình, chắc PC tuyển sinh đại học năm 2014 thì mình rất là vui khi mà mình đã trở thành thủ khoa của trường Học viện Quân y với số điểm là 28,75 và mình là cựu học sinh của trường Trung học phổ thông Yên Định 2, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Hôm nay thì mình rất vui khi được trang tuyển sinh 247 mời chia sẻ một chút kinh nghiệm về môn học lý đối với các bạn học sinh trên cả nước, đặc biệt là những bạn đang chuẩn bị bước vào năm lớp 12. Thì đối với mình thì môn lý là một môn học có thể nói là mình rất yêu thích và cũng có thể gọi là môn sở trường của mình. Riêng đối với môn lý thì chủ yếu là mình tự học và có thể là mình tham khảo các kiến thức ở trên mạng internet. Và một cái điều có thể được xem là bí quyết của mình đó là cần phải hiểu được bản chất của các vấn đề. Điều này là rất quan trọng bởi vì là khi mà chúng ta gặp một dạng bài tập nào đó, nếu chúng ta hiểu được bản chất của vấn đề thì chúng ta sẽ dễ dàng tiếp cận được với lại cái phương pháp làm cũng như là nâng cao hơn đối với những cái bài tập khó hơn. Và để có thể hiểu được rõ bản chất vấn đề thì đòi hỏi là một chúng ta cần phải khi gặp một vấn đề nào đó, chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ càng và có thể là nếu như chúng ta gặp vướng mắc thì có thể là cần phải trao đổi ngay với lại các thầy cô bạn bè, và nhờ qua qua những cái quá trình đó thì giúp chúng ta là tích lũy được thêm kiến thức ngày càng một nâng cao hơn. Đặc biệt thì khi mà đối với chúng ta khi mà gặp một dạng bài tập nào đó, khi mà đã làm xong qua dạng bài tập đó thì chúng ta cần phải rút ra những kinh nghiệm cho mình, cần phải liên hệ các dạng bài tập đó với lại những bài tập khác làm sao mà để có thể là sâu chuỗi kiến thức giúp cho chúng ta có thể là nắm kiến thức một cách đầy đủ mà lại vẫn không bị khối lượng kiến thức không bị quá nhiều. Điều này thì đòi hỏi chúng ta cần phải, đặc biệt là cần phải sáng tạo trong học tập. Ví dụ cụ thể như mình thì ví dụ mình có thể là để ví dụ những con số hoặc là một số các cái lại kiến một số các lý thuyết mà cảm thấy khó nhớ thì chúng ta có thể tự tạo ra cách nhớ cho mình. Mình có thể lấy một ví dụ như là khi mà ngày trước khi mà mình thi thử thì có gặp một số bài mà cần phải nhớ, ví dụ như là bước sóng ánh sáng chẳng hạn, thì trong sách giáo khoa thì đó là những số liệu và cảm thấy rất là khó nhớ bởi vì là nó có khá là nhiều màu của bức tranh ánh sáng, và mình đã tự nghĩ cho mình một cách nhớ đó là mình dựa vào ví dụ như là mình chỉ cần nhớ bức sóng ánh sáng của ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu tím, sau đó thì mình sẽ nhớ khoảng cách của các bức sóng ánh sáng đó. Mà điều đặc biệt đó là cái khoảng cách giữa bức sóng ánh sáng đó thì nó là một dãy số mà mình cảm thấy là nó cũng khá đẹp, ví dụ như là 12, 6, 3, 8, 6, 3, 6. Và khi mà mình tự sáng tạo cho mình một cách nhớ như vậy thì cảm thấy như là mình có một chút gì đó mà càng phấn khởi hơn. Nên là trong quá trình học thì theo mình nghĩ thì các bạn nên tự tìm cho mình cách nhớ riêng. Và đặc biệt, điều đặc biệt nữa đó là khi mà trong quá trình học thì mình rất hay trao đổi kiến thức hay là các dạng bài tập với các bạn học sinh khác trong lớp. Thì điều này thì thứ nhất là trong quá trình mà mình trao đổi với các bạn thì mình sẽ có thể là học hỏi được rất nhiều từ các bạn. Thứ hai là nó giống như là một lần để mình rà soát lại kiến thức và mình có thể là ngày càng nắm chắc hơn kiến thức. Khi mà trong quá trình mà mình trao đổi với các bạn thì có thể là các bạn sẽ chỉ ra được những lỗi sai của mình, mà qua quá trình học thì có thể là mình rất khó để phát hiện ra những lỗi sai đó. Và mình thì mình cũng rất hay là trao đổi với lại thầy cô bạn bè. Ngoài ra thì mình còn có tham gia các diễn đàn, các forum trên mạng internet về môn vật lý, hay là mình có cũng tham gia thi online trên mạng. Quá trình này thì giúp cho mình ngày càng có cơ hội để cọ sát được với rất nhiều các bạn học sinh trên cả nước, và các bạn ấy cũng đã giúp đỡ mình rất nhiều để giúp cho mình ngày càng nâng cao hơn trong kiến thức môn vật lý. Còn riêng đối với trong quá trình thi, đặc biệt là trong năm học 2014 vừa rồi thì trong kỳ thi tuyển sinh đại học thì nói chung là đề mình cảm thấy là cũng khá là hay và có rất nhiều các dạng bài tập mà có thể nói là cũng khá là khó, và mình rất may khi mà một số dạng đó thì mình cũng đã được tiếp xúc trong quá trình ôn luyện, và đó cũng là một kết quả của quá trình mà mình tham gia các diễn đàn rồi mình trao đổi với các bạn. Khi mà mình ngày càng nâng cao được cái kiến thức đó thì trong quá trình mà mình làm bài thì cảm thấy khá là tự tin và cũng không cảm thấy lo lắng nhiều.
Đó là những một số chia sẻ của mình đối với môn vật lý. Đối với văn hóa thì đó là một môn mà khi mà trong kỳ thi đại học thì kiến thức nó nằm ở cả ba lớp 10 và lớp 11, 12. Vì vậy thì theo mình thì chúng ta cần phải dành thời gian học đều nhau trong cả 3 năm học. Và môn hóa có một điều đặc biệt, đó là trong đề thi thì 50% là câu hỏi bài tập và 50% là câu hỏi lý thuyết. Nhưng mà rất nhiều bạn thì lại thường là tập trung quá nhiều vào những câu hỏi bài tập mà quên đi mất rằng là trong đó thì cũng có 5 điểm là ở câu hỏi lý thuyết. Và theo mình thì để mà làm được tốt những câu hỏi bài tập thì trước hết chúng ta cần phải nắm vững lý thuyết, mà không cần phải nắm vững ở đâu xa, mà chỉ cần học ở trong sách khoa là đã rất là đủ rồi. Bởi vì thông thường thì những kiến thức lý thuyết mà trong đề thi đại học người ta có thể ra thì hoàn toàn chắc chắn chị có thể làm trong sách giáo khoa mà thôi. Vì vậy thì chúng ta chỉ cần nắm chắc và nắm thật vững các lý thuyết trong sách giáo khoa. Riêng đối với mình thì mình thường là do kiến thức nó nằm ở cả 3 năm nên là mình thường thường sẽ không học một lúc toàn bộ, mà mình sẽ trong ví dụ như mỗi ngày thì mình sẽ chỉ cần nhớ một ít trong số một phần lý thuyết nào đó của môn hóa thôi, nhưng mà mình sẽ tích lũy dần dần và giúp cho mình có thể càng ngày càng nắm vững hơn. Và điều đặc biệt đó là các bạn cần phải xem lại lý thuyết một cách thường xuyên. Cụ thể ví dụ như là sau một khoảng thời gian nào đó mình đã học rồi thì mình có thể là xem lại, hoặc là ví dụ như khi mà mình làm đề hay là mình làm các bài tập mà chợt phát hiện ra là mình quên lý thuyết thì sau đó thì mình cần phải xem lại ngay lý thuyết đối với phần đó để có thể là ngày càng trau dồi thêm phần lý thuyết của mình. Còn riêng đối với phần bài tập môn hóa thì hóa nó bài tập nó khá là đa dạng và đòi hỏi chúng ta thì cần phải tìm tòi và tìm rất nhiều các dạng bài tập khác nhau để có thể là làm quen dần với các dạng bài tập, và khi đi thi thì đỡ phải mất thời gian để mà định hướng đối với mỗi dạng bài tập đó. Và điều này thì rất quan trọng bởi vì là đối với môn thi trắc nghiệm thì vấn đề thời gian là rất hạn hẹp, vì vậy là nếu như chúng ta đã có khả năng về định hướng bài tập rồi thì khi mà chúng ta làm thì nó sẽ đỡ được rất nhiều thời gian. Và ngoài ra thì một số kỹ năng khi làm bài, ví dụ như là kỹ năng bấm máy tính hay là các vấn đề về ví dụ như là trình bày trong tờ giấy nháp, chúng ta cần phải ví dụ như là từng đối với từng câu thì chúng ta khi mà trình bày xong, khi mà nháp xong câu đó thì chúng ta sẽ gạch một cái gạch để mà ví dụ như đến lúc khi mà chúng ta vòng lại làm vòng 2 thì chúng ta có thể là đỡ phải tính một số các cái tính toán nhỏ nhỏ giúp cho quá trình làm có thể là thuận tiện hơn. Ngoài ra thì đối với mình thì mình thường là mình có học thêm môn hóa ở trên mạng internet. Cụ thể là mình có tham gia thi trực tuyến ở một số trang web. Điều này thì rất bổ ích bởi vì là thứ nhất là mình có thể cọ sát với rất nhiều các bạn trên học sinh trong cả nước. Và thứ hai là mình tạo giúp mình tạo cho mình một cái thói quen về áp lực về thời gian. Khi điều này là rất tốt khi mà mình vào phòng thi thì áp lực về thời gian có thể là ảnh hưởng đến rất nhiều người và mình đã có thể là làm quen được với điều này. Ngoài ra thì khi mà mình học trực tuyến hay là mình thi online với các bạn trên mạng internet thì giúp cho mình có thể là trao đổi hay là học hỏi thêm rất nhiều từ các bạn. Đặc biệt là một số bạn rất nhiều những trên cả nước, rất nhiều những bạn học rất là giỏi và các bạn ấy đã có thể là giúp đỡ mình, giúp cho mình có thể là ngày càng nâng cao kiến thức hóa của mình. Ngoài ra thì mình cũng rất may mắn khi mà do là năm lớp 11 mình đã thi học sinh giỏi cùng với các anh chị lớp 12. Vì thế nên là hồi lớp 11 thì mình sau khi học xong lớp 11 thì mình đã học gần như là hết kiến thức của môn hóa trong chương trình phổ thông. Vì vậy khi mà lên lớp 12 thì mình học môn hóa cũng khá là nhẹ nhàng. Điều đó thì nó cũng góp phần một phần khá quan trọng vào cái điểm số môn hóa mà mình đã đạt được trong kỳ thi đại học. Toán thì nó là một môn học mà đòi hỏi chúng ta cần phải có tư duy, và nó cũng là một môn học rèn luyện khả năng tư duy. Và kiến thức môn toán thì nó cũng khá là rộng bởi vì là kiến thức mà chúng ta thi đại học thì nó nằm trong cả 3 năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Điều đó thì đòi hỏi chúng ta cần phải là không ngừng trau dồi kiến thức trong cả 3 năm học, chứ không phải là mãi cuối năm lớp 12 chúng ta mới bắt đầu tập trung để học tập môn toán. Riêng đối với mình thì mình có cơ hội đó là mình được
tham gia các kỳ thi học sinh giỏi môn toán. Điều đó thì cũng giúp cho mình được cọ sát và được tìm hiểu về một số kiến thức môn toán mà khá là hay và giúp cho mình rèn luyện khả năng tư duy. Còn nói về kiến thức để mà thi đại học thì đối với môn toán thì chúng ta cần phải tìm hiểu và phân dạng. Quan trọng nhất đó là khả năng phân dạng. Và khi mà chúng ta đã có khả năng phân dạng thì điều đó thì giúp chúng ta có thể là bổ sẻ kiến thức ra và có thể là tìm hiểu từng vấn đề một. Và quan trọng đó là khi chúng ta học đến vấn đề nào thì cần phải nắm chắc kiến thức của vấn đề đó. Và một điều nữa mình muốn chia sẻ đó là khi mà các bạn làm một dạng bài tập nào đó, hoặc là tức là mình làm một bài tập nào đó, thì chúng ta cần phải rút ra những kinh nghiệm cho mình. Ví dụ như là tìm ra các dấu hiệu, đặc biệt là trong ví dụ như giải phương trình hoặc là giải hệ phương trình. Ví dụ như trong giải hệ phương trình thì nó có hai phương trình, nhưng mà thường thì từ một phương trình là thứ nhất hoặc phương trình thứ hai, chúng ta sẽ rút ra được một cái đẳng thức hoặc là một cái liên hệ nào đó giữa hai ẩn để có thể là chuyển sang phương trình thứ hai. Và trong quá trình làm thì trong quá trình giải hệ thì mình thường là mình sẽ tìm hiểu xem là mình sẽ tìm ra các cái dấu hiệu xem là cái phương trình mà chúng ta cần phải quan tâm đến đầu tiên thì nó có những đặc trưng gì, nó có những cái dấu hiệu gì mà để chúng ta có thể dễ dàng phát hiện ra. Điều này thì cũng rất là quan trọng, nó giúp nó là một bước đầu của quá trình giải hệ mà đòi hỏi chúng ta cần phải có một chút kinh nghiệm thì mới có thể nhanh chóng để mà tìm ra lời giải được. Còn môn toán thì mình cảm thấy là việc trình bày rất là quan trọng, bởi vì đây là một môn tự luận mà điều này đều để mà có thể trình bày tốt thì đòi hỏi các bạn cần phải rèn luyện rất là nhiều. Trong quá trình mà mình học hay là mình làm đề thi thử ở các trường cũng như là trên các trang mạng thì thường là mình sẽ trình bày như là khi mà mình đi thi đại học thật, và có thể là khi mà trình bày thì có thể là cho các thầy cô hay là một số bạn bè, các bạn có thể xem và các bạn có thể là chữa ra những cái lỗi trình bày của mình. Qua đó thì giúp cho mình kỹ năng trình bày ngày càng tốt hơn và tránh bị trừ điểm đáng tiếc khi mà trong kỳ thi đại học. Và ngoài ra thì trong quá trình làm bài thi đại học môn toán thì khi mà làm xong bài nào thì thường là mình sẽ thử lại ngay đáp số của bài đó để tạo cho mình một cái tâm lý gọi là chắc chắn hơn khi mà làm bài. Và một điều mà mình cảm thấy là rất quan trọng đó là trong quá trình làm thì các bạn cần phải chọn ra những câu mà có thể gọi là sở trường của mình để mà các bạn có thể là làm trước. Khi mà các bạn đã làm được những câu sở trường đó trong một khoảng thời gian mà ngắn khi đi thi thì do tạo cho các bạn một cái tâm lý rất là thoải mái và giống như thể là mình tạo ra cho mình một cái sự hưng phấn nhất định và giúp cho mình có thể là suy nghĩ một cách nhanh chóng hơn đối với những bài tập mà có thể gọi là khó hơn ở phía sau. Và điều quan trọng đó là các bạn khi mà làm được bài tập nào thì cần phải chắc chắn ở bài tập đó để có thể là đạt được điểm tối đa ở bài tập đó. Ngoài ra thì các bạn có thể là thường mình như đối với mình thì mình có thể là mình tham gia một số các diễn đàn về toán học, tìm hiểu thêm một số tài liệu chủ yếu là ở trên mạng internet. Hiện nay thì ở trên mạng internet thì có rất nhiều trang cung cấp các cái tài liệu hay là các cái bài giảng rồi kinh nghiệm học tập của các anh chị khóa trước thì các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm trên mạng internet và có thể là tự tìm hiểu cho mình tự ngày càng để nâng cao ngày càng nâng cao kiến thức toán của mình. Mình chúc các bạn ngày càng học tốt ở môn toán. Xin chào.